OK, trong phần trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn cái cách đặt backlink trên diễn đàn. Thì trong phần này tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái cách đặt link trên social bookmarking. Thì social bookmarking nó là một cái dạng mạng xã hội á, nó cũng giống như Facebook hoặc là những cái mạng xã hội khác. Nhưng riêng đặc thù của mạng xã hội này á, là cái nội dung chính của nó là link, là những cái đường link. Thì chắc chắn là cũng chắc chắn là các bạn cũng đã đôi lần các bạn đọc một cái bài viết nào hay, các bạn muốn lưu cái link để sau này các bạn đọc lại, hoặc thậm chí xa hơn nữa các bạn muốn chia sẻ cái đường link này với lại bạn bè của mình. Thì trên thế giới người ta mới thiết lập ra một cái hệ thống mạng xã hội, mà trên hệ thống mạng xã hội này á, là cái nội dung chính để chia sẻ đó chính là link thôi. Đúng không? Thì nó gọi là social bookmarking. Thì hiện nay trên 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 thế giới nó có rất là nhiều các cái mạng xã hội social bookmarking. Thì ở đây tôi có list ra 300 cái mạng xã hội social bookmarking mà khi chúng ta đặt link á, nó ở cái dạng do follow. Do follow, một cái link nó có hai cái thuộc tính, một là do follow hay là no follow. Khi chúng ta đặt một cái đường link á, từ một cái website nào đó về thì mặc định nó sẽ là do follow, chỉ trừ khi nào mà chúng ta chèn cái thuộc tính rep bằng no follow vào đó, vào đó thì nó sẽ là no follow. Thì no follow và do follow nó khác nhau chỗ nào? Do follow có nghĩa là khi con bot nó vô trong cái bài viết nó đọc cái đường link đó thì nó sẽ đi theo cái đường link về website của chúng ta. Nhưng nếu mà nó là no follow á, thì con bot Google nó thấy nhưng mà nó sẽ không 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 về website của mình. Cho nên khi chúng ta đặt link á, thì chúng ta những cái link do follow nó sẽ rất là tốt cho chúng ta. Tuy nhiên là no follow chúng ta vẫn phải đặt nhằm mục đích là cho Google nó thấy được những cái link chúng ta tự nhiên, và đồng thời chúng ta sẽ có view để chúng ta trở về cái website của mình. OK, thì ở đây tôi sẽ ví dụ cho đương nhiên là trong đây nó sẽ có một số các cái trang á, nó sẽ bị cấm ở một số quốc gia các bạn không truy cập được, nhưng đại đa số là đều là truy cập được hết. Thì các bạn cứ test thử trên từng trang nhé, tôi sẽ gửi cho các bạn cái danh sách này ở bên dưới cái khóa học. OK, thì bây giờ chúng ta sẽ thử một trang nhé, ví dụ như là đây cái trang Delicious, về cái cách sử dụng của nó như thế nào. Rồi, giờ chúng ta truy cập vào cái trang này. Rồi, sau đó chúng ta bắt buộc chúng ta phải đăng ký một cái tài khoản. Nguyên tắc sử dụng của mạng xã hội là như vậy, bởi vì người ta cho mình xài miễn phí thì mục đích cuối cùng là người ta lấy thông tin của mình, cho nên để xài được trên hệ thống của bất kỳ một cái đơn vị nào thì chúng ta cũng phải đăng ký tài khoản, đúng không ạ? Rồi, đây tôi đăng ký cái tài khoản. Rồi, username, password. Các bạn lưu ý là cái username, password trên các mạng xã hội các bạn nên đặt tên càng khác nhau càng tốt nhé. Rồi, chúng ta bấm vào sign up. Để nó hỏi chọn tất cả những quảng trường có biển quảng cáo 1 2. OK. Xác minh. OK, vậy là chúng ta đã đăng ký thành công. Thì sau khi mà chúng ta đăng ký thành công thì cách làm rất là đơn giản, chúng ta chỉ việc vô đây chúng ta ép một cái bookmark vào là xong. Đó, chúng ta đặt cho nó cái tiêu đề. Ví dụ cái tiêu đề chúng ta là đẳng cấp căn hộ Everich. Rồi URL, đấy chúng ta đặt tag cho nó là ví dụ như căn hộ. Đó, chúng ta đặt về nội dung và chúng ta có một phần mô tả nhỏ nhỏ về nội dung cho nó. Có nhiều bạn thắc mắc nói những trang này tiếng Anh mình đặt tiếng Việt có sao không? Không sao cả. Là mình chỉ để đặt link thôi. Rồi, bookmark của mình đã được lưu ha. Rồi, go to your link. Đó, đây. Như vậy chúng ta đã chính thức có được một backlink. Đó, bấm cái nó về website mình đúng không ạ? Và tương tự như vậy thì các bạn lại tiếp tục làm ở những cái website khác. Về cái cách làm thì nó tương tự, chúng ta add link vào thôi. Thì để tốt hơn nữa thì chắc chắn chúng ta phải giao lưu trên đó, chúng ta phải tạo tài khoản, chúng ta phải làm sao để có nhiều người click vào cái link của chúng ta thì nó lại càng hiệu quả hơn. OK, thì tôi vừa giới thiệu cho các bạn thêm một cách nữa, đó là đặt backlink trên social bookmarking. Tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái phương pháp đặt backlink nữa, đó là đặt backlink trong profile của các cái mạng xã hội như là Facebook, như là Pinterest, như là Google Plus. Vân vân. Thì chúng ta lưu ý là để sử dụng mạng xã hội á, thì tất cả các mạng xã hội nó đều yêu cầu trước khi sử dụng chúng ta phải đăng ký một cái tài khoản. Thì trong cái tài khoản nó sẽ bao gồm toàn bộ tất cả những cái thông tin của chúng ta như là username, như là password,
như là ngày tháng năm sinh, vân vân, những thông tin cá nhân, và trong đó có một thông tin gọi là thông tin website. Thì đó cũng là cái cơ hội để chúng ta đặt backlink, gọi là backlink trên profile. Thì tôi sẽ ví dụ cho các bạn một số các cái mạng xã hội phổ biến để chúng ta tiến hành ta đặt backlink. Đây, chúng ta sẽ bỏ số các cái website. Này, ví dụ như là tôi có cái mạng xã hội Google cộng, đúng không ạ? Thì chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản Google cộng. Đấy, nó có cái phần là hồ sơ trên Google cộng, bấm trực tiếp luôn ha, bấm vào đây ha, chọn Google cộng rồi chỉnh hồ sơ xong. Ok, thì vào đây xong các bạn sẽ chọn vào phần trang chủ, các bạn chọn hồ sơ, chọn hồ sơ, rồi nó sẽ có cái phần giới thiệu, rồi các bạn sẽ chọn vào đây là cái khẩu hiệu cá nhân, các bạn bấm chỉnh sửa đó, các bạn viết một cái dòng và sau đó là các bạn sẽ đặt link. Đó, ví dụ ở đây tôi có đặt link này, thì ở đây nó cho mình link dạng contact luôn. Đó, ví dụ như là mình là bất động sản, ghi là cái căn hộ Average Infinity, các bạn bôi đen xong các bạn chèn liên kết, các bạn nhập cái backlink này vào. Đó. Rồi bấm OK. Được chưa? Đấy, thì đó là trên mạng xã hội Google cộng. Và các bạn có bao nhiêu cái tài khoản, các bạn cứ đặt hết cái backlink của mình. Cái thứ hai nữa là trên Facebook. Đúng không ạ? Trên Facebook thì nó cũng tương tự như vậy. Đó, thì các bạn sẽ vào trong cái Facebook cá nhân của mình á, các bạn chọn vào phần giới thiệu. Đó. Sau đó các bạn chọn công việc và học vấn, những nơi sinh sống, thông tin cơ bản và liên hệ. Đó, thì nó sẽ ở trong đây, nó sẽ có một cái chỗ và nó cho các bạn thêm một cái trang web vô, các bạn bấm thêm trang web, các bạn nhập thông tin trang web mình vô đây. Đó, ví dụ như cái trang web của chúng ta đang sell là căn hộ Eldridge Infinity. Đó, nhập vô. Được chưa? Ta bấm lưu thay đổi. Đó là đặt trong profile. Hoặc là Pinterest. Pinterest, nếu mà chúng ta đặt thành công á, thì Pinterest nó sẽ cho chúng ta cái backlink có giá trị rất là cao, PR nó tới là PR9 lận. PR9. Chính vì thông thường là những cái profile trên mạng xã hội á, nó là cái dạng no follow nhưng nó vẫn có những cái giá trị nhất định. Tuy nhiên đối với thằng Pinterest á, là nếu chúng ta đăng ký thành công á, nó sẽ cho chúng ta dạng no follow. Đó, thì chúng ta nhìn khi mà chúng ta vào, chúng ta đăng ký tài khoản xong, chúng ta vào những phần sửa hồ sơ này, chúng ta thấy ở đây nó sẽ có một cái mục để cho chúng ta đặt cái trang web của mình. Thì khi mà chúng ta nhập cái trang web mình vào á, không có giống như là các mạng xã hội khác là nó không yêu cầu chúng ta xác minh trang web, nhưng đối với lại cái Pinterest nó yêu cầu chúng ta xác minh trang web. Thì nó sẽ cung cấp cho ta một cái thẻ, đúng không, một cái thẻ này. Đó, thì chúng ta phải nhét cái thẻ này vào trong cái thẻ head của cái trang chủ của mình ấy. Đó, và nhét thẻ này vào. Tuy nhiên là nếu như bạn không rành về code lắm, các bạn có thể làm đơn giản bằng cách là các bạn tải cái tập tin này xuống dưới máy mình. Đó, tải cái tập tin này xuống dưới máy, sau đó các bạn chỉ upload nó lên trên cái thư mục gốc của cái website á, nó nằm cùng với lại cái file index.html là ok. Tức là lúc bấy giờ các bạn phải có cái tài khoản hosting, các bạn vào trong hosting là cái nơi chứa website của mình, các bạn upload cái file này lên. Được chưa? Đấy, thì đó là cái cách mà đặt trong cái profile. Hoặc là các bạn có thể đặt trên profile của những cái trang chia sẻ tài liệu đó, ví dụ như là slideshare.net. Các bạn có thể lên đây, các bạn tạo tài khoản. Đó, các bạn có thể là sign up một cái thông tin về tài khoản. Đúng rồi, nên slide share ha. Bấm vào zone nào, các bạn nhập cái email mình vào. Rồi ok. Rồi, cái này chưa có. Đó. Username. Đó, đăng ký một cái tài khoản, bấm xong nào. Ok, tài khoản đăng ký thành công. Đó. Sau đó các bạn mới vào trong cái phần profile. Đó, profile. Đó, account setting này. Rồi, các bạn thấy trong đây là những cái thông tin liên quan đến profile ha.
có cái tab social có thể kết nối với LinkedIn hoặc là Facebook hoặc marketing automation, app, email, privacy, chúng ta dạo qua chúng ta xem nhé, content. Rồi, đây, personal detail, thông tin cá nhân. Thì trong đây nó sẽ có cái phần gọi là website, thì chúng ta sẽ nhập cái website chúng ta vào đây, đúng không ạ? Ví dụ website, đó, chúng ta tiến hành ta nhập website vào, đó, là chúng ta đã có cái tài khoản ở trong đây. Thì sau đó cái tài khoản này mà chia sẻ những cái tài liệu hữu ích ấy, thì lúc đó cái giá trị của cái link này nó sẽ càng cao, và cái tài liệu chúng ta chia sẻ mà có nhiều người đọc thì cái giá trị của cái backlink này nó sẽ càng cao, là đánh giá cái độ uy tín của cái tài khoản. Ok, và tương tự như vậy các cái mạng xã hội khác thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự. Thì tôi cũng sẽ cung cấp cho các bạn thêm một số các cái trang chia sẻ tài liệu như thế này, thì các bạn cứ tiến hành các bạn đặt backlink trong profile.